Bên này là chữ ký của bác, còn bên kia là Xuân Kỷ Hợi 2019. Đây là phố ông đồ, rất là tấp lập. Bắn đi đây cho chị. Giờ mình đi tìm Út Tâm với lại chị Ý. Vừa lấy thấy ở kìa kìa kìa. Ôi. Này bạn. Mọi người đẹp cho hỏi là đang làm gì vậy? 2, 3. Từ từ nha, từ từ. Ok, ok, đúng rồi, đúng rồi. Nghiêng cái đầu qua xíu, nghiêng đầu xíu, đúng rồi. 1, 2. Ôi. Từ từ nha. Ok, yes. Người đẹp cho hỏi là chị đang cầm sản phẩm gì vậy ạ? Lumi Spa, tóc của Xuân Tùng. Lumi Spa hả? Là máy rửa mặt hả? Rửa mặt sạch sâu, thông minh, rửa sáng da, sạch da. À, cái này là của hãng nào vậy ạ? À? Lumi của Lukin. Lukin. Cái này là do Lukin nhập hàng từ Mỹ. Nhập từ Mỹ hả? Cái này là có tác dụng gì đối với da vậy chị? Theo chị cảm nhận đó là khi mà chị xài thì da của chị được se hết lỗ chân lông nè, sáng da, mịn da và sạch rất là sâu. Ồ, tuyệt quá. Wow. Mọi người đón một sân thủ của spa nha. Sản phẩm này tuyệt quá. Mọi người có muốn trải nghiệm thì liên hệ với chị Ý nha, miễn phí nha. Khám sức khỏe miễn phí không hả? Và không, chưa có chương trình khám miễn phí á. Ok. Đo chất chống oxy hóa nữa mọi người ạ. Rất tuyệt luôn. Bye bye nha. Bây giờ là mình đang đến bên trong The Box đây. Ở trong này là có rất nhiều sản phẩm của sinh viên nha. Năm trước mình cũng có đến và thấy được rất nhiều sản phẩm hay luôn á. Đó. Rất là đẹp luôn mọi người. Bên này là ví da này. Mấy đồ này cũng rất là xinh nha. I won't try, oh, I won't sell the tears. The
so long. So chị là người Việt em à, đừng nói tiếng Anh. Dạ chị ở đây là học viên thông điệp, em thiên dịch luôn á. Nhìn dễ thương quá. Dạ, bên trong nó có câu nói như thế này. Ôm anh. À, nghĩa là cái hộp này là hộp kiểu giống như là hộp quà á hả? Dạ đúng rồi. Rồi đóng ra mở vào ấy hả? Nó dạng giống như là tấm thiệp mà em ghi là nhắn á. Thì thay vì chị ghi trên tấm thiệp là lời chúc thì em sẽ làm thành hộp diêm, nó sẽ cho người nhận á cái sự bất ngờ nhiều hơn. Rồi dễ thương. Will you be my? Chị đoán bên trong là gì? You will be my, em sẽ là của anh chứ. Dạ. Nhìn mặt con heo khả nghi ấy kia chắc là nó sẽ nói là còn lâu tới cách là gì hả em? Hãy đợi đấy à? Đưa vào tên chị à? À, cái yes. Để chị đưa cho người kia để tỏ tình thì không thể là đặt chữ nô cho được. Vậy yeah, hả? Dạ, cái này là tỏ tình. Ôi, thiệt tình, không biết đến lúc nào mà buồn hả? Em không, dễ thương quá à. Em ơi, mấy cái này dễ thương quá à. Rồi. Là một số câu tiếng Anh mà em cuộc đời rất ngắn. Khi bạn đánh răng mà. Dạ không. Tít là gì vậy? When you have tít là hãy cười khi bạn còn răng. Ờ, hãy cười khi bạn còn răng. Hay quá em ơi. Dạ. Mà chị đi đâu mà? Cái này là cái này bên trong phải có cái gì đó em? Take your smile. Chỗ này chị có thể làm vẽ hình, dán hình, cái, hoặc bất cứ gì cũng được. Cái hộp này là bao nhiêu hả em? Dạ, hộp này là các hộp ở đây đồng giá là 39 hết ạ. Dạ hả? Dạ. Dễ thương quá. Chị thích camera đen hay là camera xanh? Thôi tóm lại là chị phải đi vòng vòng đã. Dạ. Nhưng mà đẹp quá em ơi. Nhưng mà gọi mũ ra cho thoải mái. Hơi nóng em ạ. Ở đây là cái gì đây? À, đồ bằng gỗ, đồ chế tác bằng gỗ. Đây là cái khuyên tai nè. Khuyên tai gỗ nè. Đó. Nhẫn nè. Vòng nè. Dễ thương quá à. Vòng gỗ luôn. Bạn nào thích sản phẩm nào? Đó, những đồ này là thường là đồ các bạn ấy làm rất là đẹp. Cái này là ở đây á là hoa quả ốt xà phòng tạo bọt ngâm bồn tắm. Nhìn mấy xà phòng này đẹp chưa, hình hoa quả nha, quả gì cũng có luôn. Thank you.
ăn nướng. Bánh tráng nướng này là có tép, tép này, hành này, khính này, thịt băm này, tương ớt này, phô mai này. Đó. Được nướng trên trên lửa. Ở cái nước kia là có cả trứng nữa. Đây là làm đất sét Nhật, thiết kế bảng tên. À, dễ thương quá. Bạn ở bên này là cái gì? Cái này mặt lạ. Dạ, cái này bác để mà treo tường đây con. Ồ, để treo tường. Nhìn dễ thương quá. Cái này mình đang để ở góc mà sao mày. Ở đây là có vẽ henna. Đây là vé henna nha các bạn. Vé xong là nhìn rất là đẹp.
cái quán này nhìn hấp dẫn quá à. Cái món này gọi là món gì vậy à hả em? Trăm hủ é. Thực ra mình chỉ biết ăn thôi, khả năng nhớ tên món ăn hơi bị kém. Đó. Món này gọi là xương sa hạt é. Không phải cả hai được ăn chung một món chứ? Mọi người ăn riêng đi. Chị Kiều lấy đó thôi à? Còn Út? Không biết, ta nó cũng kém. Ké gì? Ăn món khác đi để mà được ngắm nhiều chứ. Để thì đấy là thủ lăng à? Không biết cái gì nữa. Có cả dâu tằm nè. Ui, một ly to vậy đó hả? Coi vậy chứ. Nó nói gì? Uống này. Út là lấy gì? À nó uống sữa tươi matcha đường đen. Đó. Wow, được rồi em, được rồi. Rồi làm cho chị một ly sữa tươi matcha đường đen. Với đá không? Chị đã gọi sữa tươi matcha đường đen cho em đó. Wow. Sữa tươi matcha đường đen này. Ở đây còn có dâu tằm nữa. Dâu tằm trà đào. Thế ăn gì giờ ta? Ở đây trên này có quá trùng luôn mọi người ơi. Trà sữa sô-cô-la, sô matcha, sữa táo, dâu đào. Soda. Ừ, ok em. Wow, đó. Nè Út. Ôi, nhiều hấp dẫn quá Út ơi. Hả? À, để đấy đã, từ từ. À, đây đây là bạn của Út hả? Hello. Ừ, nhớ. Em cảm ơn. Chú quá. Em, à, em à, ăn súp gà, súp gà. Vậy mình ăn cái gì bây giờ nhỉ? Ăn chanh dây. À thôi ăn cái này đi em à. Lấy cho chị một cái này nữa. Nhưng mà chị cũng thích ăn sô-cô-la nữa. Ít đường thôi em. Ăn nhiều đường mập lắm. Giá là mình có hai cái bụng là mình đã ăn hai món rồi đó. Trời ơi. Em ơi ít đá thôi em ạ. Chị bị đau họng. Oh, cảm ơn em. Út ơi, cầm hộ chị với. Đúng rồi, sao mình không cửa nha Út. Chị gửi tiền với các em. Thế tất cả. Hả? Bỏ vậy thôi hả? Ôi, rẻ dữ hả? Rẻ dữ hả? Tất cả chỗ đằng kia đó có 75.000 thôi cả nhà. Ở đây em ơi 75 đúng không? Cảm ơn em. Trời ơi rẻ dễ sợ. Em không cần phải thông báo với camera vậy đâu cưng. Ôi, ngon quá. Cái này có Út hả? Chưa ăn mà sao đau bụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment
và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.